Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Vâng, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một mẫu xe rất hiếm về tại cửa hàng em. Một thương hiệu rất hiếm về. Một xe format con 20 mang thương hiệu của Nga. Vâng, dòng xe đua road các bác nhé. Vâng, màu đen. Giờ sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và đây là mẫu format con 20. Màu sơn đen bóng. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Một mẫu xe của Nga. Đây, thương hiệu của Nga đây. Các bác có thể vào website trên khung hình đây để tham khảo về chiếc xe này. Formatbuy.com. Em sẽ lướt qua tổng thể nước sơn của xe. Format con 20, thương hiệu của Nga các bác nhé. Hình thức trên 90%, khá là mới. Đây là một thương hiệu rất ít khi về tại cửa hàng em. Yên nguyên bản format đây, phòng yên. Yên đây các bác nhé. Yên thì khá là mới. Vâng. Vâng, và size xe là 460, tương đương với size 46, tương đương size S, phù hợp các bác từ 1m6-1m7 để đi vừa chiếc xe này. Chiếc xe rất phù hợp các bác, 1m6-1m7 mà cần tìm những chiếc xe đua giá rẻ và full bộ chuyển động của Nhật Shimano, mang thương hiệu của Nga, format con 20. Vâng, và ghi trong cổ phốt nguyên bản của format đây. Xe sử dụng bộ tay lắc cao cấp Shimano Claris. Bên này bên lít 8 tốc độ. Bên này bên đĩa 2 tốc độ. Tổng cộng cho xe 16 tốc độ bấm. Vâng, logo của format nhôm nổi trên khung xe các bác nhé. Vâng, in nổi nhôm, càng nhôm. Vâng, và bây giờ em sẽ quay thông số lốp. Vâng, lốp có thông số 700x25C, một cỡ lốp rất là thông dụng, dễ dàng thay thế các bác nhé. Vâng, vành nguyên bản format. Lốp Kenda. Vâng, đây là Mayer Quando. Vâng, một hãng làm Mayer rất là nổi tiếng rồi. Cái bộ phanh ba mạch của xe. Chiếc xe khá là mới đẹp. Vâng, và xe sử dụng được trang bị bộ đề Shimano Claris, tay lắp của Shimano. Vâng, xe sử dụng được trang bị 9 tầng lip và 2 đĩa. 8 tầng lip và 2 đĩa cho xe 16 tốc độ các bác nhé. Vâng.
full bộ chuyển động của Shimano. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, và bây giờ em sẽ quay chuyển động của xe. Xe sử dụng nguyên bộ group của Shimano Clarit, vâng, nên ít tích lít thì còn rất là mới. Cứng lít. Vâng, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Đĩa đây, để bên đĩa, gạt đĩa của Shimano. Vâng, xuống đĩa, sử dụng gạt đĩa của Shimano. Nguyên bộ group của Shimano các bạn nhé. Vâng, lên đĩa. Chuyển động rất là tốt. Vâng, và sau đây sau cổng yên của xe thì có cái tem châu Âu đây. Em sẽ lướt lại qua hình thức của xe. Khung độ chuyển động của Shimano. Lớp sơn cũng khá tốt đây, trên 90%. Ghi đông cổ phốt nguyên bản format. Size 46 phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 nhé. Vâng, đây là củ đề rất là mới đây. Vâng, và em vừa giới thiệu xong chiếc xe Format Con 20 mang thương hiệu của Nga. Chiếc xe đua mang thương hiệu Nga các bác nhé. Chiếc hiện tại chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kia Xe Đạp với mức giá 6,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe, và lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để được hiện những thông báo mới nhất những chiếc xe về bên em. Và xin chào các bạn theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.